hố đen nổi tiếng là khó phát hiện bởi vì chúng cũng đen như không gian xung quanh chúng vậy. Chúng ta chỉ có thể xác định chính xác hố đen trong những trường hợp đặc biệt như khi chúng hút vật chất từ một ngôi sao lân cận hoặc hợp nhất với nhau giải phóng những luồng sóng hấp dẫn. Vậy có bao nhiêu hố đen ở ngoài đó? Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà thiên văn phải chuyển sang tính toán lý thuyết để đưa ra các ước tính. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu xác định rằng có khả năng có hàng triệu hố đen nhỏ chưa được phát hiện trong khu vực vũ trụ của chúng ta. Điều này có nghĩa là khoảng 1% vật chất trong vũ trụ bị kết dính bên trong các hố đen. Để tạo ra một hố đen, bạn cần phải tạo ra các ngôi sao, bởi vì các hố đen đến từ cái chết của các ngôi sao. Vì vậy, để tìm ra có bao nhiêu hố đen trong vũ trụ, bước đầu tiên là mô hình hóa sự tiến hóa của thiên hà trong hàng tỷ năm lịch sử vũ trụ. Rốt cuộc, các thiên hà là ngôi nhà của các ngôi sao và sự tiến hóa tổng thể của chúng ảnh hưởng đến số lượng từng loại ngôi sao xuất hiện bên trong chúng. Ví dụ, một số thiên hà có thể liên tục hình thành các ngôi sao mới từ năm này qua năm khác. Những thiên hà khác có thể bị các sự kiện hợp nhất kích hoạt một vòng hình thành sao cực kỳ cao, sau đó khiến những thiên hà này kiệt quệ và không còn sản sinh ra ngôi sao nào nữa. Các nhà thiên văn học đã quan sát các số liệu thống kê về thiên hà trong thời gian vũ trụ 13,8 tỷ năm, ghi nhận xu hướng chung của tỷ lệ sáp nhập thiên hà và số lượng các thiên hà. Một yếu tố quan trọng khác là cái gọi là tính kim loại của một thiên hà, là thước đo số lượng các nguyên tố khác ngoài hydro và heli bên trong một thiên hà. Các nhà thiên văn gọi chúng là kim loại. Các thiên hà lớn hơn sẽ có nhiều khí hơn, cho phép chúng hình thành nhiều ngôi sao hơn. Nhưng nhiều kim loại hơn có thể tăng cường khả năng làm mát khí, từ đó giúp các thiên hà hình thành các ngôi sao mới một cách hiệu quả. Các ngôi sao được hình thành từ sự sụp đổ của các đám mây khí hydro. Khi khí muốn trở thành một ngôi sao, nó cần phải lạnh đi để nén mình lại, rồi sụp đổ vào tâm bên trong do lực hút. Khí hydro càng tinh khiết thì càng mất thời gian lâu hơn để tự làm mát. Những ngôi sao được tạo nên từ càng nhiều hydro thì ngôi sao đó sẽ càng lớn hơn. Với những khối xây dựng này, các nhà thiên văn học đã có một mô hình về quần thể sao trong các thiên hà, cho họ biết có bao nhiêu ngôi sao nhỏ, ngôi sao trung bình và ngôi sao lớn xuất hiện trong vũ trụ. Và sau đó, họ cần lần theo dấu vết quá trình tiến hóa và quan trọng nhất là cái chết của những ngôi sao đó. Để làm được điều đó, họ chuyển sang mô phỏng kết nối các đặc tính của một ngôi sao cụ thể như khối lượng và tính kim loại của nó với thời gian tồn tại và sự tàn lụi cuối cùng của chính ngôi sao đó. Chỉ một phần nhỏ các ngôi sao lớn nhất tạo thành hố đen và những mô phỏng đó đã cho các nhà thiên văn học biết về tỷ lệ sao của thiên hà tắt mỗi năm. Tiếp theo, các nhà thiên văn học phải theo dõi sự tiến hóa của các hệ nhị phân vì các hố đen có thể ăn mòn các ngôi sao anh chị em của nó. Hố đen sẽ hấp thụ khí của ngôi sao đồng hành trong quá trình này. Do đó, một hố đen được hình thành trong một hệ nhị phân sẽ lớn hơn một hố đen được sinh ra đơn lẻ. Các hố đen sẽ tiếp tục ăn vào bất kỳ vật chất xung quanh nào đến gần chúng. Cuối cùng, đôi khi hai hố đen tìm thấy nhau trong bóng tối của không gian giữa các vì sao, chúng sẽ hợp nhất với nhau, tạo ra luồng sóng hấp dẫn quét qua khoảng không vũ trụ. Chính vì vậy, để đưa ra một cuộc khảo sát chính xác, các nhà thiên văn học cũng phải ước tính về tỷ lệ sáp nhập hố đen trong mỗi thiên hà thông qua luồng sóng hấp dẫn mà chúng tạo ra. Kết hợp tất cả các mảnh ghép lại với nhau, các nhà thiên văn học có thể theo dõi số lượng các hố đen trong suốt hàng tỷ năm. Họ đã tạo ra cái được gọi là hàm khối lượng, một loại điều tra dân số thiên văn, báo cáo số lượng hố đen có kích thước như thế nào, tồn tại bất kỳ thời điểm nào. Không có gì ngạc nhiên khi những hố đen lớn nhất được gọi là hố đen siêu lớn, hiếm hơn nhiều so với những người anh em họ nhỏ hơn của chúng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong mỗi megaparsec khối của không gian vũ trụ của chúng ta, có chứa khoảng 50 triệu lần khối lượng mặt trời của các hố đen. Nếu trong đó mỗi hố đen có khối lượng gấp vài lần khối lượng của mặt trời, thì điều đó có nghĩa là khoảng 10 triệu hố đen riêng lẻ với cùng thể tích đó. Nếu bạn nào chưa biết thì megaparsec là 1 triệu parsec hay 3,26 triệu năm ánh sáng. Tuy nhiên, các hố đen siêu lớn lại cực kỳ hiếm. Với mỗi thiên hà thì thông thường chỉ chứa một siêu hố đen trong tổng số những con quái vật đó trong toàn vũ trụ. Nhìn chung, các hố đen chiếm khoảng 1% tổng số vật chất baryonic trong vũ trụ ngày nay. Vậy vật chất baryonic là gì? Vũ trụ của chúng ta được tạo thành từ ít nhất hai loại vật chất,
Về cơ bản, có vật chất mà chúng ta có thể phát hiện, mà các nhà thiên văn gọi là vật chất baryonic. Nó được coi là vật chất bình thường, bởi vì nó được làm bằng proton và neutron, có thể đo lạc được. Vật chất baryonic bao gồm các ngôi sao và thiên hà, cộng với tất cả các vật thể chứa chúng. Ngoài ra, còn có thứ ẩn trong vũ trụ mà chúng không thể được phát hiện thông qua các phương tiện quan sát thông thường. Tuy nhiên, nó tồn tại bởi vì các nhà thiên văn học có thể đo lường tác động hấp dẫn của nó. Đối với vật chất baryonic, các nhà thiên văn gọi vật chất này là vật chất tối bởi vì nó tối. Nó không phản xạ hoặc phát ra ánh sáng. Dạng vật chất bí ẩn này đặt ra một số thách thức lớn để có thể hiểu được nhiều điều tuyệt vời về vũ trụ. Mặc dù vật chất tối chiếm hầu hết lượng vật chất trong vũ trụ, nhưng nó chỉ chiếm khoảng 1/4 các thành phần của vũ trụ. Chiếm phần lớn vũ trụ là năng lượng tối. Sau vụ nổ lớn, vũ trụ bắt đầu giãn nở dần ra. Các nhà khoa học đã nghĩ rằng cuối cùng vũ trụ sẽ hết năng lượng, chuyển động chậm dần khi lực hấp dẫn kéo các vật thể bên trong nó lại với nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu về các siêu tân tinh ở rất xa đã chỉ ra rằng vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn so với tốc độ giãn nở trong quá khứ, chứ không phải là chậm hơn, có nghĩa là sự giãn nở của vũ trụ đang được tăng tốc. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như vũ trụ chứa đủ năng lượng để chiến thắng được lực hấp dẫn, và đó là thứ mà các nhà khoa học gọi là năng lượng tối. Trở lại với nội dung chính. Chỉ riêng dải ngân hà của chúng ta có thể đã chứa đến 100 triệu hố đen. Đây là kết quả của một khảo sát trong nỗ lực ước lượng số lượng hố đen với kích cỡ thông thường trong thiên hà của chúng ta. Bắt đầu từ việc sóng hấp dẫn được phát hiện từ sự va chạm giữa hai hố đen, được thực hiện bởi đài quan trắc sóng hấp dẫn giao thoa kế La Religo. Các nhà nghiên cứu giả định rằng những hố đen được hình thành từ các ngôi sao, chứ không phải là một hố đen nguyên thủy, điều này hạn chế kích thước của chúng. Khối lượng của hố đen phụ thuộc vào ngôi sao tạo ra nó, và sẽ ngày một nhỏ hơn. Và cuối cùng, chúng ta có thể tổng kết lại như sau. Tổng khối lượng vật chất được chứa bởi các hố đen là khoảng 10% khối lượng chứa trong các ngôi sao. Vì vậy, đối với tất cả các ngôi sao bạn nhìn thấy trên bầu trời đêm, thì sẽ có rất nhiều hố đen đang ẩn nấp giữa chúng.